Thời gian gần đây, việc chăn nuôi trồn hương đang ngày càng phổ biến, được nhiều người dân ở một số nơi trong tỉnh lựa chọn. Mô hình này được đánh giá là vừa tiết kiệm chi phí trong chăn nuôi, vừa mang lại giá trị kinh tế cao. Anh Đỗ Giang Tửng là một trong những hộ nuôi trồn hương quy mô của xã Tân Lập của huyện Tân Thành. Anh sở hữu chuồng nuôi có diện tích hơn 200 m vuông với khoảng 120 con trồn hương và 12 con cày dòi mốc, chủ yếu nuôi sinh sản để bán con trống. Mỗi con chồng hương thuần dưỡng một năm sinh sản hai lứa, mỗi lứa từ 3 cho đến 5 con. Chồng hương sau khi nuôi từ 10 cho đến 14 tháng có thể xuất bán. Hiện trong bố mẹ sau có giá từ 25 đến 30 triệu đồng một cặp. Do nhu cầu cao nên đầu tra của chồng hương rất ổn định, giúp anh Tửng có lợi nhuận trên 200 triệu đồng một năm. Ít có bệnh đau, nhu mình cho nó ăn sạch sẽ là nó tốt lành, con tròn chỉ cái sạch. À. Để cái đường ruột của nó dễ yếu lắm, nhưng mình cho nó ăn sạch sẽ là không bị gì hết. Nó ít có bệnh lắm, nói chung hiếm lắm nói chung là nó dễ nuôi đầu ra thì mình cứ đăng lên như đó ai mua thì mình bán nói chung là đăng lên là ta mua đăng lên là ta mua à do đặc tính dễ nuôi chi phí đầu tư thấp nên mô hình nuôi trồng hương được phát triển trên địa bàn tỉnh khoảng 5 năm gần đây tuy nhiên phần lớn là chăn nuôi nhỏ lẻ với quy mô từ vài chục con đến khoảng 100 con một số nơi mô hình phát triển mạnh các hộ dân liên kết thành lập chi hội nuôi trồng hương vừa cung cấp trồng hương thương phẩm vừa cung cấp con giống bước đầu các mô hình đều mang lại hiệu quả tích cực